Cô chào các con. Vậy là chúng ta đã trải qua 4 tuần học trực tuyến. Các con được học nhiều văn bản bổ ích mà thầy cô mang đến cho các con. Ở những bài học trước, các con đã ghi bài đầy đủ chưa? Nếu chưa ghi đủ thì nhớ lên trang web của trường tải về để học và ghi bổ sung bài các con nha. Các con thân mến, yêu nước là một đề tài khá lâu đời đã được các nhà thơ chấp bút. Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Và trong quá trình đó thì ta phải đối phó với hàng ngàn cuộc khởi nghĩa. Nhưng với tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, thì Việt Nam ta đã, đang và sẽ vượt qua mọi thăng trầm để bảo vệ được nền độc lập như ngày nay. Trong bài học hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các con một tác phẩm cũng viết về tình yêu tha thiết đối với đất nước, cùng với sự tự hào về sức mạnh dân tộc. Đó chính là văn bản Phò Giá Về Kinh, và có nguyên văn chữ Hán Tụng Giá Hoàn Kinh Sư. Đây là một văn bản rất nổi tiếng của tác giả Trần Quang Khải. Văn bản này được coi là một khúc khải hoàn đầu tiên của dân tộc ta. Vì sao nó có giá trị như vậy? Hôm nay cô và các con cùng tìm hiểu nha. Trước khi đi vào phân tích chi tiết văn bản thì chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất, đó là đọc tìm hiểu chú thích. Đầu tiên, chúng ta bước vào phần tìm hiểu tác giả và tác phẩm. Tác giả của văn bản này là Trần Quang Khải. Các con đọc kỹ phần giới thiệu ở trong sách giáo khoa trang 66 và 67. Lấy bút chì đánh dấu những chi tiết quan trọng nha. Trần Quang Khải sinh năm 1241 và mất năm 1294, là con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông. Ông là võ tướng kiệt xuất được phong chức thượng tướng, có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên 1284 và 1285, và lần thứ hai là 1287-1288 tại Bến Chương Dương, Hàm Tử. Ngoài ra, ông còn là một nhà ngoại giao giỏi, nhà thơ có tài với những vần thơ nhàn nhã, thanh thoát, sâu xa, lý thú, phản ánh một tâm hồn gần gũi, khoáng đạt, gắn liền với cuộc sống bình dị của đất nước, con người. Về tác phẩm nổi tiếng của ông, đó chính là Lục Đạo Tập. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác phẩm. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Ở sách giáo khoa trang 66-67 có ghi rất rõ về hoàn cảnh sáng tác. Đó là vào năm 1285, khi ông đi đón Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông ngày nay về Thăng Long, Hà Nội, ngay sau chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử giải phóng kinh đô. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về xuất xứ, thể loại và phương thức biểu đạt của bài thơ. Các con quan sát, đây là văn bản nguyên văn chữ Hán. Về xuất xứ của bài thơ này được trích từ đâu? À, trích từ Việt Nam Sử Học. Các con hãy nhận dạng thể thơ cho cô nào. Bài thơ có mấy câu, mỗi câu có mấy chữ, cách hiệp vần như thế nào? À, bài thơ này có 4 câu, mỗi câu có 5 chữ, câu thứ 2 và câu thứ 4 hiệp vần với nhau. Hiệp vần tiếng cuối, đó là tiếng quan và tiếng san. Bài thơ này có cấu trúc như vậy, được gọi là gì? À, gọi là ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật. Sau khi tìm hiểu phần giới thiệu về tác phẩm, các con cho cô biết, vậy thì phương thức biểu đạt chính của bài thơ này là gì? À, đó chính là phương thức biểu đạt biểu cảm. Còn về bố cục của bài thơ được chia làm hai ý. Ý 1 là hai câu đầu và ý 2 là hai câu cuối. Các con nhé! Để hiểu rõ hơn về nội dung ý nghĩa của bài thơ này, bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai, đó là đọc tìm hiểu văn bản. Các con nhìn lên màn hình sẽ thấy bài thơ vừa phiên âm và vừa dịch thơ. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc bài thơ trước, đọc cả phần phiên âm và dịch thơ. Các con nghe cô đọc một lần. Phò giá về kinh, tụng giá hoàn kinh sư, đoạt sáo chương dương độ, cầm hồ hàm tử quan, thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang san. Dịch thơ. Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Các con nhớ đọc và học thuộc lòng cả phần phiên âm và dịch thơ.
của bài thơ này nhé. Bây giờ chúng ta bước vào phần tiếp theo, đó là tìm hiểu và phân tích bài thơ Phò Giá Về Kinh. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai câu thơ đầu nhé. Đoạt sáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan. Hai câu này dịch thơ ra là Trương Dương cướp sáo giặc, Hàm Tử bắt quân thủ. Bây giờ chúng ta dịch nghĩa hai câu thơ này ra. Đoạt có nghĩa là cướp lấy, sáo tức là giáo mác, chỉ một loại vũ khí. Trương Dương là tên của một địa danh, còn Độ có nghĩa là bến sông. Như vậy, nghĩa của cả câu là cướp giáo giặc ở bến sông Trương Dương. Còn câu thơ thứ hai là cầm hồ Hàm Tử Quan. Cầm tức là bắt lấy, hồ là giặc hồ chỉ chung giặc Mông Nguyên, kẻ thù của chúng ta. Hàm Tử là gì? Là địa danh, còn quan có nghĩa là cửa ải. Như vậy, nghĩa của cả câu thơ thứ hai là bắt giặc hồ ở cửa Hàm Tử. Chúng ta quan sát hai câu thơ và nhận xét cho cô về nhịp thơ nào. A. Cách ngắt nhịp ở đây là cách ngắt nhịp 2-3, ngắn và nhanh. Cách ngắt nhịp này gợi lên không khí chiến trận rất là gấp gáp, vội vã và tin thắng trận nối tiếp nhau, liên tiếp, dồn dập báo về. Từ nhịp thơ đã gợi lên cả không khí thắng trận. Đây cũng là nét bút độc đáo trong thơ Trần Quang Khải. Tiếp theo, các con nhận xét cho cô về cách sử dụng từ ngữ, giọng điệu và tác dụng của cách sử dụng đó nào. À, quan sát hai câu thơ, ta thấy tác giả đã đảo cụm từ mạnh lên đầu. Đó là cụm từ đoạt sáo và cầm hồ. Đây là hình ảnh hoán dụ chỉ việc tước giáo giặc, vô hiệu hóa quân thù. Còn cầm hồ là cách nói bắt quân Mông Nguyên. Như vậy, cách đảo cụm động từ mạnh kết hợp giọng điệu khỏe khoắn, phấn chấn, tự hào đã nhấn mạnh sức mạnh vô địch của quân và dân ta trước kẻ thù tàn bạo. Sau khi nhấn mạnh sức mạnh của quân dân trước kẻ thù, thì ta thấy tác giả đã liệt kê hai địa danh, đó là Trương Dương và Hàm Tử. Tác giả đã sử dụng phép đối, đối câu trên với câu dưới, đối đoạt sáo với cầm hồ, đối Trương Dương Độ với Hàm Tử Quan. Bên cạnh đó, tác giả đã có dụng ý khi nói đến trật tự của các sự kiện xảy ra. Ông đã đưa sự kiện mới xảy ra ở bến Trương Dương, đó là tháng 6 do ông chỉ huy, lên nói trước là vì nhà thơ đang sống trong tâm trạng hân hoan của sự chiến thắng và từ hiện tại gợi nhớ đến quá khứ. Và lại, chiến thắng Trương Dương là chiến thắng quan trọng. Sau đó, ông mới nhớ lại trận thắng vào tháng 4 do Trần Nhật Duật chỉ huy và có sự lãnh đạo của Trần Quang Khải ở cửa Hàm Tử. Qua đó, ta có thể thấy đây là những trận thắng rất quan trọng, tạo dư vang thời đại lúc bấy giờ. Các con biết không, chỉ hai câu thơ với 10 chữ ngắn gọn, tác giả đã làm sống dậy cuộc khởi nghĩa hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược. Chúng ta thu được rất nhiều vũ khí và bắt sống được tướng Toa Đô. Lời thơ không hề có cảnh đầu rơi máu chảy, ngược lại rất nhẹ nhàng sâu lắng, đã thể hiện được mục đích chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa. Đồng thời, hai câu thơ cũng nói lên sự thất bại thảm hại, nhục nhã của kẻ thù. Từ cách biểu ý trên hai câu thơ, nhà thơ đã bộc lộ tình cảm gì? À, đó là tình cảm tự hào, hân hoan, vui mừng, kiêu hãnh của người đại tướng nhà Trần. Khép lại hai câu thơ đầu, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu hai câu thơ cuối. Thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang san. Dịch thơ, Thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Nếu như hai câu đầu nói về hào khí chiến thắng và niềm tự hào của tác giả, thì hai câu sau lại nói về khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc. Đầu tiên, các con hãy nhận xét cho cô về âm điệu của hai câu thơ này có khác với hai câu đầu không? À, vẫn nhịp thơ 2-3. Nếu như hai câu thơ đầu nhịp nhanh, mạnh, dứt khoát, thể hiện trận mạc gấp gáp với những chiến thắng dồn dập báo về, thì hai câu cuối âm điệu có vẻ sâu lắng và nhiều cảm xúc hơn. Phải chăng vì dũng tướng Trần Quang Khải không từ thỏa mãn với những chiến thắng trước mắt mà luôn tính đến kế lâu dài cho đất nước, suy nghĩ về tương lai của đất nước? Đúng như vậy,
Điều đó thể hiện ở câu thơ thứ ba, Thái bình tu trí lực. Thái bình có nghĩa là rất bình yên. Đây là cách nói, lịch sử đã sang trang mới, khép lại một giai đoạn, mở ra một thời kỳ mới. Tu trí lực tức là rèn luyện, tu dưỡng tài năng, sức lực. Như vậy, đây chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh bản thân và toàn dân về nhiệm vụ mới. Các con biết không, thời của Trần Quang Khải, Thái Bình không phải là chỉ ngồi yên để hưởng thụ, mà cần phải tu dưỡng bản thân để bước vào một nhiệm vụ mới, xây dựng đất nước thì mới vững bền lâu dài. Quả đúng như thế, sử sách cho biết tháng 7 âm lịch năm Ất Dậu, tức là tháng 8 năm 1285, Triều Nguyên lại ráo riết bày binh để xâm lược nước Đại Việt lần nữa để phục thù, nhưng do viên tướng Á Ly Hải Nha đã bị ốm và chết vào tháng 6 âm lịch nên chúng đã hoãn binh. Bây giờ, chúng ta tiếp tục tìm hiểu câu thơ cuối trong bài thơ Vạn cổ thử giang san, nghĩa là muôn đời còn có giang sơn này. Câu thơ này đã thể hiện điều gì? À, thể hiện niềm tin, hy vọng vào sức mạnh dân tộc, vào nền thái bình, thịnh trị lâu dài của đất nước. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong bài thơ Phò Giá Về Kinh. Bây giờ các con hãy nhận xét cho cô về cách biểu ý và biểu cảm của bài thơ này nào. À, bài Phò Giá Về Kinh, biểu ý, hai câu đầu nói về chiến thắng hào hùng của quân và dân nhà Trần, còn hai câu sau khẳng định ý chí quyết tâm xây dựng phát triển đất nước. Còn về biểu cảm, thứ nhất là cảm hứng hào sảng, tự hào và kiêu hãnh. Thứ hai, niềm tin thương yêu, lo lắng cho đất nước. Và cuối cùng là bộc lộ tình cảm yêu nước của tác giả. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tổng kết của bài học hôm nay. Các con hãy cho cô biết nội dung chính của bài thơ và nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong bài thơ như thế nào. À, về phần nội dung chính là ca ngợi hào khí chiến thắng oanh liệt của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, niềm tin sắt đá về sự bền vững của đất nước. Còn về nghệ thuật là dùng động từ mạnh, giọng điệu hùng hồn và mạnh mẽ. Các con thân mến, trước khi bước vào phần bài tập vận dụng, các con hãy ghi bài học hôm nay vào vở bài học nhé. Các con nhớ ghi cẩn thận và đầy đủ. Sau khi ghi bài xong, cô có bài tập nhanh, các con cùng làm. Bài đầu tiên là hai câu hỏi trắc nghiệm. Câu thứ nhất, bài thơ Phò Giá Về Kinh viết theo thể thơ nào? A. Thất ngôn bát cú. B. Thất ngôn tứ tuyệt. C. Ngũ ngôn tứ tuyệt. Và D. Lục bát. Câu thứ hai, tình cảm và thái độ của tác giả được thể hiện trong bài thơ là gì? A. Hứng khởi trước chiến thắng của dân tộc và tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc. B. Tự hào về chủ quyền dân tộc. C. Tin tưởng vào thế hệ mai sau. D. Khẳng định quyết tâm chống quân xâm lược. Đó là bài tập số 1. Bây giờ bài tập số 2, các con sẽ làm ở sách giáo khoa trang 68. Bài tập này các con sẽ làm vào vở bài tập nhé. Như vậy, bài học Phò Giá Về Kinh đến đây là kết thúc. Về nhà, ngoài việc làm bài tập, các con đọc thêm cho cô văn bản bài ca Côn Sơn, học thuộc lòng phiên âm dịch thơ bài Phò Giá Về Kinh các con nhé. Cô chúc các con luôn vui khỏe và bình an để học tập tốt. Hẹn gặp các con vào tiết học hôm sau. Cô chào các con.